Rồi bắn vào BA của game thủ BB luôn. Đến op A đây, thủ chia sẻ B đang có khá đông cung rồi. Và hy vọng là hưởng điện thoại sẽ có mặt ở đây, và đúng là như vậy. Hưởng điện thoại đang đến với những con ngựa chém của Maxe. Vâng, Egypt đến từ thủ chia sẻ đá vào trong trận đấu này. Sẽ là người được cầm Egypt. Và hãy cùng chờ đợi tên soi quần đến từ game thủ chia sẻ đá rồi. Egypt. Đây là bãi quả đầu, thôi. Rồi, như vậy là quả đầu may quá, không bị kẹt vào bãi đá. Đây là bãi quả đầu có 7 cây đấy, thủ chim sẻ. Quả đầu 7 cây trong trận đấu này, đang muốn nhét dần bên trong nhưng chưa được. Một bầy hiêu dành cho con Egypt này rồi. Và chúng ta có màn máy của anh thủ Văn Hưởng. Văn Hưởng là bạn được cầm Mark C, như vậy là Egypt Mark. Và vẫn chưa biết quân về phía đối phương. Egypt Mark đưa viên thủ chim trẻ nắng và Văn Hưởng. Vâng, bầy hiêu đây rồi, lùa hiêu về rồi. Có xe giò tìm đồ ăn. Lùa hiêu về rồi, bầy hiêu 6 con. Thế từ viên thủ chim trẻ, chưa thấy soi quần về phía đối phương. Ra lấy điện thoại cho bố. Làm mập đi dò rồi, hiệu đầu 6 con để tiêu ký thủ chim sẻ. Có quả phụ trong trận đấu này, hai quả phụ luôn, tươi. Như vậy là hiệu đầu hai quả phụ với Egypt. Vẫn chưa biết quân bên phía đối phương ở trong trận đấu này anh em ơi. Phải chờ đợi, đây rồi, như vậy là Egypt Kata. Quân được đánh giá là cân. Bên phía đối phương có BB cầm Egypt và Kata của game thủ Shibang. Đây là hiêu đầu đến sẻ được đưa về. Giải quyết bầy hiêu này luôn, bầy hiêu đầu 6 con, hai quả phụ. Cố gắng đi dò tìm thấy con voi, đấy là đẹp luôn. Đó, lùa hiêu về rồi. Chưa thấy voi. Gỗ đầu cũng không phải quá sai ở bài Egypt này. Cái rừng gần nhà rồi, giải quyết bầy hiêu này thôi. Vâng, Egypt Maxe. Đối đầu với đó chính là Egypt Kata. Một bầy hiêu, một đôi voi và hai bãi quả phụ đến từ game thủ chim sẻ. Được thể ép đời. Vâng, câu voi về luôn thôi. Vâng, xe đó để đi tìm nhà đối thủ nữa khi mà đồ ăn đã đủ. Dừng ở trong mặt 9 giờ là rất nhiều đến từ sẻ. Vâng, như vậy là có xe giò của Văn Hưởng. Không phải xe giò địch. Xe giò địch nhưng mà đấy là xe giò đồng đội. Đây sẽ là chiếc BS đầu tiên đến chiếc trẻ bài này, góc 9 giờ có thể khung được rồi. Kết thúc đội bạn trong trận đấu thứ 3 thôi. Đây là con voi đầu tiên đến xe đang đưa về. Vâng, đấu được cầm Egypt. Tối nay sẽ không có kèo anh ơi, hôm nay chỉ có một kèo buổi sáng thôi. Vâng, như vậy là xe giò đã đổi màu, không biết là gần nhà ai. Đây là máy của anh thủ Văn Hưởng. Bắn thử nó có một voi về. Ở điện thoại có bài đấu Maxe đôi voi. Bấy hiệu ăn tại S đâu. Giò khá rộng đấy, bắn thử chúng ta. Có thêm voi. Hai voi nào. Rồi một con voi cô đơn đây rồi. Có voi về luôn. Đây bố tin. Ở đây con voi thứ 3. 3 voi bầy hiêu đầu. Và vẫn đang có vẻ là thiếu đồ. Cái chỗ này thì không thể đóng hết nhân đội. Ơ, có thêm voi nữa, ngon. Vậy là có bài 4 voi hiêu đầu cho Văn Hưởng. Sẻ nhiều cái bãi quả phụ nữa luôn. Tươi. Tươi sẻ nhiều bãi quả giữa nhà cho Văn Hưởng chúng ta. Kích đời 8 tròn. Có được như vậy là sang 8:03 ở trận đấu này. Với bài 25 dân Maxe. 4 voi, bầy hiêu và bãi quả được sẻ nhiều. Đấu nút con voi này về rồi. Đây là con voi thứ tư, xin lỗi con voi thứ ba đến từ Văn Hưởng chúng ta. Xin lỗi con voi thứ tư, sorry các bạn. 4 voi trận đấu này, BBK vàng rồi. Đấy xem Hưởng chém thì bài trẻ nói chung là đủ đồ và nhà khung. Bài sẽ đánh, mình nghĩ là sẽ đánh 27 dân cộng 1 trong trận đấu này thôi. Đưa con voi về, lát nữa rảnh tay thì lúa nốt mấy con hiêu trong bầy hiêu đầu về với chiếc S đầu. Để có thể khai thác và dồn thêm lực. Đó thì ăn voi nhà chính thôi. Đây BB thiết kế thôi. Bảo phụ giữa nhà thì lát nữa bảo sẻ kê cho cái khoanh ruộng đó là đẹp. Đây, máy chim sẻ đây, bài khung dành cho người cầm Egypt giật về góc 9 giờ. Thì trong góc 9 giờ này có ruộng, à có BG. Và sẽ có ruộng ở trong góc 9 giờ này.
Kéo dân bên trong, 2 BS bên trong. Tí lên đời làm BS nữa là đẹp luôn. BB thiết kế rồi. BM, vào đây là BA. Một bài sẽ kích đời ở trong đầu 10. BB là người lên đời sớm nhất map, bài 25 dân chết 1. Đấy là BB. Một bài đấu được cầm Egypt nhưng lên đời vẫn là rất sớm. 25 dân chết 1 BB nhưng vẫn lên đời sớm nhất bản đồ luôn. Kích đời ở 10 phút 49 với bài 27 dân cộng 1 của xe. Quay trở lại mặt máy của game thủ hưởng điện thoại. Hưởng điện thoại cũng đã kích đời đang cơ cấu bãi vàng. Và đây là nhà bầu 4, đó chính là game thủ Manga. Manga là người được cầm Katha ở cánh chim sẻ nhắn. À xin lỗi, cánh Văn Hưởng. Đó là nhà game thủ chim ăn, xin thôi. Bài 27 nâng cộng 1 bình thường nó sẽ kích 10-33 anh em ạ. Nhưng mà bài của Egypt cũng sẽ do quả đầu chỉ ăn được 4 cây và thể đồng thấy nó hơi muộn, ảnh hưởng khá nhiều đến việc ép đời. Vâng, dâng dân lên nhà đối phương. Cắm cho cái Y vào giữa hai nhà phía đối bạn là đẹp. Cắm Y vào giữa hai nhà đối bạn luôn. 1L. Rồi đây dân của đối phương, hy vọng bạn không nhìn thấy. Rồi 1Y. Cắm Y luôn. Tham lai 26 đến từ em. Rồi chọc dân đối bạn. Em không biết là có C4 hay không anh ơi. Chọc con giò này và chờ đóng Y2. Làm ngay 3 dân. Ok. Chọc dân xi măng. 1 Y rồi, xiên bãi vàng. Cả thà bị đâm Y này mình nghĩ là cũng sẽ đi sớm thôi. Có nhất là nên bò nhỏ. Bi chắc là bài đánh cung không? Đây là bài nghi vụ chim sẻ. Mình nghĩ là Bi đánh ít dân này đánh chém. Đây nhà Bi không, Bi đánh cung. Vẫn đánh cung nha Bi. Bó nốt mặt này rồi. Không có tơn kê nhà khoanh ruộng của ông em ở bên dưới này. Nói chung là Hưởng phải có Y và nếu như lực khỏe thì lên cái chiêng 3 nữa sẽ làm mắc binh hơn đến từ Hưởng điện thoại. Để có thể đâm cả vào nhà BB. Đây là bay bãi vàng của bạn luôn rồi. Đó chiến bay bãi vàng của cái thủ xi măng luôn. Cố lên cái chiêng 3 em ơi. Cố lực để lên chiêng. Làm ba ruộng ấm ở đây. Đường tí gỗ đang dồn dần xi măng một chiêng bánh xe. Bãi gỗ được bo lại thôi. Lộ rồi. Rồi bảy em vào. Rồi giữ lại chỗ này cái. Chiến nổ BL xi măng đi. Chém được khá nhiều dân xi măng. Nhưng mà xi măng không bánh xe. Nhưng hãy nhớ là có một tơn ăn hoang bên phía đối bản ở đâu đó. Bi đẩy chéo để bắn bo nhỏ Hưởng rồi. Xi măng có tơ dân ăn hoang ở đâu em ơi, tìm đi. Và bãi vàng mất luôn à, đậu xanh. Ảo thật đấy. Ăn thủng bãi vàng luôn. Ôi ôi ôi. Anh ơi. Ôi ôi. Gọi nhưng anh không trả lời. Bây giờ mới là 12 giờ trưa thôi chứ có phải là 2 giờ đêm đâu mà gọi anh không nhấc máy. Gọi anh sẻ nhưng mà anh sẻ không nhấc máy các bạn ơi. Tạm bài là 21. Quay trở lại một máy với thủ chim sẻ. Và bình thường thì 2 giờ sáng em gọi anh nhưng mà em không nhấc máy. Bây giờ thì 12 giờ trưa gọi đã không thấy đâu rồi. Rồi bắn vào BA của game thủ BB luôn. Đến ốp A đây thủ chim sẻ, B đang có khá đông cung rồi. Và hy vọng là Hưởng điện thoại sẽ có mặt ở đây. Và đúng là như vậy. Hưởng điện thoại đang đến với những con ngựa chém của Maxe. Và những con Y của em đâu rồi, lên nốt thôi. Tình huống ốp nhà đến từ bộ đội của FPS để có thể kết thúc trận đấu này. Và xi măng cũng đã khá yếu rồi. Vẫn còn 3 ăn chém để đảo. Và một con ngựa giò để cho game thủ Hưởng điện thoại. Ốp nhà BB luôn rồi. Và BB đang có vẻ khá vất vả khi đối đầu với Văn Hưởng và chim sẻ. 4A vẫn đang bắt đều dồn quân lên. Ở nhà thì có hốc mà không bị cái gì chơi vào cả. Y đang cố gắng dàn quân để câu giờ. Chờ những tân quân tiếp theo nở ra nhưng lượng quân của sẻ đang quá đông. Tôi chỉ nhìn thấy có 3 BA ở B ở đây thôi. 4A đến B. Và bắn luôn. Dí sát vào cung rồi B để chơi không phải điều nên tầm này. Đồng gấp đôi quân đội bạn rồi. Không vấn đề gì phải điều anh em ạ. Rồi, tham 70 rồi. Đây là máy của game thủ Văn Hưởng điện thoại. Sắp tới có lẽ là Hưởng nên chuyển sang kinh doanh điện thoại di động. Mình nghĩ là hợp lý đấy. Chém đang đảo đây. Vừa thi đấu đế chế đỉnh cao vừa quảng cáo luôn. Thỉnh thoảng F3 cái điện thoại anh em ơi. Ok. Ba con đi vào xiên. Cái này đi sẽ đỡ kiểu gì. Đi mặc dù là chiêng 2 thôi. Không có chiêng 3.
Nhưng với những con Imaxe nó vẫn có một độ khó chịu nhất định. Ví dụ bắn hưởng chúng ta. Ôi em ơi, xiên nhà đi. Và như vậy ra chém những con ra xiên những con chém của game thủ Simang. Lạc đà Simang có khoảng 4 con đây. Nhưng BB tuần này bị gãy rồi. Và tỷ số là 3-1 trong trận đấu thứ 3 để chịu trận thắng vào Văn Hưởng. 2-1 về CM buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta cùng chờ đợi để xem có trận đấu thứ 4 hay không. Vừa lên ra trước cái bộ đôi BB và game thủ Simang.